Khỏe hơn thanh niên ơi. Đây là máy xới đất động cơ dầu, đề nổ bằng pin lithium mới nhất trên thị trường. Máy được cải tiến khắc phục hầu hết các nhược điểm của những sản phẩm thế hệ trước đây, đem lại khả năng vận hành hiệu quả và dễ dàng hơn. Đặc biệt, máy xới đất chạy dầu đề nổ bằng pin lithium được trang bị hệ thống đề nổ công nghệ tiên tiến hiện đại nhất. Với mỗi lần sạc đầy, pin đề nổ được 40 đến 50 lần. Ngoài ra, pin có trang bị các cổng sạc dự phòng cho các loại điện thoại thông dụng hiện nay và chức năng đèn pin có 3 chế độ rất tiện dụng. Bộ đề nổ này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các dòng máy dùng bộ đề nổ bằng ắc quy trước đây. Giải quyết được vấn đề khởi động máy xới đất động cơ dầu khá khó khăn với các bác lớn tuổi và chị em phụ nữ trong quá trình sử dụng. Máy xới đất động cơ dầu đề nổ bằng pin lithium thế hệ mới này được nhập khẩu chính hãng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Sản phẩm được miễn phí ship toàn quốc, giao hàng và thanh toán tại nhà khách hàng. Đầu tiên chưa quen chú có để ga bé đó, không nó đi nhanh quá là không kịp. Vâng, không. Nam ơi, đi theo hỗ trợ như đâu chú ấy chưa quen. Vâng, ai mới đầu đấy bác ạ. Thông thường ở bà con ở trên miền núi thì người ta lại dùng cái phay này để lôi luôn ạ. Chẳng qua đây mình có độ bám. Đúng rồi, nó bám tốt hơn là lồng ạ. Không, bánh bánh kia này. Bánh kia cày luôn. Bánh kia chỉ cày rất bánh khác đấy thôi. Thì nó sẽ hơi ban chú ạ. À, thì cái nó vấu lôi nổi. Nó lôi là nó không sẽ hơi ban. Thường thường chú có dùng bộ phay đi đằng trước à? Vâng. Đây đúng ra mình phải phay nó hơi kỹ một tí rồi mình mới cày thì là nó sẽ hợp lý hơn. Thì đất đi nó thoát máy hơn. Có đất này nó gọi như đất kia nó tơ ngay. Vâng. Đất kia như thế này nó sử đất kia và đất cát. Cái này là mình phay này, đất ở dưới ấy lên là nó đang đất thịt nhiều.
Bên này là đất múc lên. Hình như nó ăn hơi sâu là đấy thì vặn xuống chưa kịp hướng dẫn là chú cứ đòi giờ chú cứ thử cho nó quen tay đã. Đây là máy xới đất động cơ dầu, đề nổ bằng pin lithium mới nhất trên thị trường. Máy được cải tiến khắc phục hầu hết các nhược điểm của những sản phẩm thế hệ trước đây, đem lại khả năng vận hành hiệu quả và dễ dàng hơn. Đặc biệt, máy xới đất chạy dầu đề nổ bằng pin lithium được trang bị hệ thống đề nổ công nghệ tiên tiến hiện đại nhất. Với mỗi lần sạc đầy, pin đề nổ được 40 đến 50 lần. Ngoài ra, pin có trang bị các cổng sạc dự phòng cho các loại điện thoại thông dụng hiện nay, và chức năng đèn pin có 3 chế độ rất tiện dụng. Bộ đề nổ này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các dòng máy dùng bộ đề nổ bằng ắc quy trước đây. Giải quyết được vấn đề khởi động máy xới đất động cơ dầu khá khó khăn với các bác lớn tuổi và chị em phụ nữ trong quá trình sử dụng. Máy xới đất động cơ dầu đề nổ bằng pin lithium thế hệ mới này được nhập khẩu chính hãng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Sản phẩm được miễn phí ship toàn quốc, giao hàng và thanh toán tại nhà khách hàng.